Ok, xin chào các bạn đã quay trở lại với tựa game Game of War. Thì trong video này mình sẽ tiếp tục xem ngày mới hôm nay 18 tháng 6 sẽ có gì. Okay, giờ mình đăng nhập. Sir.
mình kết thúc đây, hẹn lại các bạn video tiếp theo.